nhận đang phối hợp con coi như thế là cứ quay mặt DJI VD Hàn Quốc ấy và vâng, rồi rồi đấy rồi đấy. Ừ, đấy rồi anh để nguyên cái này bỏ cái hộp to đi ok thì sao đó đấy nó có cái gì trong đấy đang làm đấy đấy nè thế này đây à rồi đây sử dụng vào đây đây đấy đấy à. Rồi đấy chính hình thì hình như là có màu sắc nữa đấy ok đây thế bài này đúng không rồi tiếng của anh gọi là đó học đấy rồi không không bạch cái lúc đi đi đâu đó mà đâu lại cả ngang sốt trong này sốt nữa sốt cái gì không một cái hộp ấy nữa không mà không không về coi như yêu hết nhỉ yêu chứ trong ai đấy đấy nó có cái túi cơ mà trong cái túi đấy là phết đấy. Xem từng thứ, xem từng thứ là nó có cái gì này. Không có răng gì. Như không. Pin à sạc với hai quả pin đúng không? Đúng rồi, một quả pin trong máy rồi. Ok. Sạc đây. Đấy. Đấy, các loại dây dợ. Các loại ấy này. Đấy. Sách. Hộp sách các thứ đầy đủ. Đấy. Không sạc nó phải nó dùng nó cái cục sạc ấy thì là mình dùng cái cục sạc người khác đấy không nhưng mà cái này này đây là thế này thì nhá đây là chính là bộ sạc của nó này hai trăm ba mươi mấy gam thôi mà đây đây là hộp pin đây này hộp pin nó cắm vào đây này cắm tai xi vào đây này cánh dự phòng cánh dự phòng đây là không con này máy sạc điện thoại bình thường đấy. Sạc điện thoại bình thường được. Cái điện thoại là 9V. Đấy. Cái sạc điện thoại bình thường. Đấy. Nó sẵn nó kia để đấy. Theo này, rồi theo này. Gắn cái các thứ hết này. Rồi ra đây. Đây là cam của nó đây. Nó còn 4 cái mắt nào nữa mà. Đâu. Mắt nào nữa. Đây này. Nó sợ vận chuyển. Ok, đúng thế. Giờ mình cắm nó vào tí đúng không? Đây.
không không nó cảnh như thế đấy, cảnh như thế đấy. Loại mà nó còn đeo ý ấy vào. Ừ, đó ấy. Nó gọi là cái gì ấy?
đời có nhìn thấy lời anh là đi theo cái lắm. Đấy nha, ok. Ok, rồi. Tiếng Thái. Ờ, quốc gia. Quốc gia Việt Nam là nó như một cái ấy mà. Đó. Thường hết.